hạt, sữa hạt hạnh nhân, sữa chua ít đường, dừa, chuối. Cho 50g yến mạch vào dĩa, lột sữa chua, cho sữa chua và yến mạch, khuấy đều hai hỗn hợp đó lên. Cho thêm 50ml sữa hạt hạnh nhân, trộn đều hỗn hợp lên, bỏ vào tủ lạnh chờ 20 phút cho yến mạch nở. Cắt 1/4 quả dưa lưới, cắt đều chuối ra, bỏ chuối và dưa lưới vào hỗn hợp đã ngâm lúc nãy. Lấy hết cái đạm của mình bỏ vào miệng rồi nhai. Ta nói hơi có ăn tí xíu, nhưng mà nhờ sự nghiệp giảm cân không bị béo phì và không bị tiểu đường, cũng phải ăn thôi. Bây giờ thì chào mọi người đến với series mới của Bụng Mỡ là món ngon tại nhà nha. Ăn Bụng Mỡ, ăn nhiều. Đố các bạn đây là món gì? Gợi ý thứ nhất, món này xuất thân từ Đài Loan. Và gợi ý thứ hai, món này giống như món truyền thống của nước Việt Nam ta, đó chính là cái món dịp Tết á. Các bạn đã biết là món gì chưa? Nếu biết thì hãy comment ngay bên dưới nha. Có một tiệm bánh căn, bánh khọt, bánh xèo đã nằm xuyên suốt bờ kè đã 15 năm. Mà bất kỳ ai ở kênh Nhiêu Lộc và kè Cất Mắt ở quận 3 đều biết tới cô Sáu bánh căn. Bánh xèo và bánh căn ở đây thì đổ bằng khu đất sét á, nên khi thấy cô nổi lửa lên là đã thèm và đã thơm nứt mũi rồi. Yêu nhân một dĩa bánh căn thật cảm thì ở đây sẽ có bánh căn ăn với tôm, nặng với thịt và đặc biệt là với mật, chấm kèm với nước sốt thần thánh của cô, hoặc là quầy thể chấm mắm nêm, mình mở thích chấm với nước sốt thần thánh của cô hơn nè. Rồi chuyển qua bánh xèo miền Trung, ta nói giòn rụm, con tôm thì tí mật thì tí nhìn dễ thương lắm. Cái mở thích bánh xèo ở đây á là không quá giòn mỡ nha, có lẽ do chiên bằng cái nồi sét á nó động dầu lại ít hơn những chỗ khác nè. Và đây là siêu cuốn thần thánh, siêu cuốn chả cá hoàn toàn không có bún, chỉ có rau, có chả cá và đặc biệt là có trứng nữa nha mọi người. Cái cuốn này nó dài bằng cái gang tay của Mỡ luôn á. Ăn hai cái cuốn này bảo đảm một người con gái bình thường là no rồi. Và đây chính là cái bill của em nó, 104.000 cho một dĩa bánh căn thập cẩm, hai cái bánh xèo và hai cuốn chả cuốn, quá no nê trong cuộc tình hẹn hò buổi chiều này đúng không mọi người? Mọi người muốn quý quán ở đâu thì coi ghi comment bên dưới nha. Quán thịt nướng mà ta nói cách ở đó không có giả ăn thịt nướng tại order da heo với lòng không à, đó chính là quán thịt nướng baby kêu ông mà thần quá. Trên cái cách bạn nhân viên nướng cái miếng da heo thật là lòng cháy và đầy tình yêu ấm áp loài người. Bụng Mỡ được lần đầu tiên trải nghiệm cái quán này năm Bụng Mỡ 14 tuổi, tức là cách đây 16 năm về trước. Khi Bụng Mỡ xạo đó, quán này mới được có 2-3 năm thôi à. Mà tại tôi thấy ghét nên tôi nói tôi ăn 14 năm về trước á, nghĩ sao quán này tôi mới lấy hôm bữa là con người yêu cũ vẫn là người yêu mới đi ăn á, bực bội hết tức luôn. Nên hôm nay cũng dẫn cái con người yêu mới cùng cái thằng người yêu mới của thằng người yêu cũ đi ăn chung luôn. Nói chung tiền người cũ người yêu mới gì cũng đi ăn hết trơn á, lúc cũ thì lúc mới, nhưng mà đồ ăn ở đây thì chiêu mới luôn, chiêu ngon hấp dẫn. Đầu tiên cái miếng da heo được cắt một miếng tính theo đó, tính là gạo xay ghe đó, mong là các bạn cuộn lại còn không á thì Bụng Mỡ á thích ăn sống chấm với cái nước tương đặc trị đó. Các bạn đại đồng thịnh to rắc rào đi ăn thịnh là lên đường luôn. Và cái món signature là da heo nướng ra, ở đây còn có bánh Nhật. Ta nói bánh Nhật này nhìn giống bánh xèo Việt Nam nhưng mà không ngon mà bánh xèo Việt Nam đâu, bởi vậy đừng kêu tốn tiền. Món này đừng nói kêu nha, món này là món trứng hấp bằng bền trên mây, nói chung về giá 610.000 bỏ ra có ngon nhưng mà không có no. Mọi người thích thì đi, không thích thì thôi, cãi mọi người ăn tự trả tiền, mà chứ Bụng Mỡ đâu có trả đâu, muốn đi thì đi nha. Cái cục đen đen này là hết clip bài đó, mà muốn nói thoại cho mọi người nghe vô thì thôi á, thích thì coi, thích thì coi nha. Bỏ em vào ba lô đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố trên những làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoài ô, vứt hết những bao tô dưới chôn Hà Nội đông đúc sổ, gạt bỏ một bên đằng sau sống như là đèn bông, về mình nuôi thêm cá vượt qua mình trồng thêm rau. Xin chào mọi người, đây là một chiếc clip buồn nha. Mọi người có biết đại dịch Covid đã phá nát cái nền du lịch của Việt Nam nói riêng và của Covid nói chung như thế nào không? Cả một hệ thống resort ngày trước Bụng Mỡ đi á, ngay khúc Anh Quận Bay á, ở Phú Quốc á, nó đông nó sầm quốc ấp, thì hôm nay trời ơi mỗi resort đều đóng cửa hết, ngành hàng khách sạn đều đóng cửa hết. Đi mà thấy cái Phú Quốc nó điệu hiu, nó buồn lắm luôn á các bạn ơi. Cái gì mà đóng cửa từ đầu trên sớm dưới, thật sự á quang cảnh thì vẫn đẹp nha, vẫn đẹp hút hồn, đẹp như trong mơ luôn, nhưng mà đi tới đâu thì đóng cửa tới đó. Trời ơi Covid ơi Covid, Covid ơi Covid, cô đi giùm tụi con đi để cho cái nền du lịch của đất nước con nó phát triển, để cho người dân cô nó đỡ khổ. Cô đi đi, cô đi đi. Welcome to the Phú Quốc. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ phá đảo Phú Quốc cùng với mọi người nha. Và sau khi chuyến bay đó xuống lúc 4 giờ chiều mới bụng qua, mình liền ghé cái cửa hàng mình hay ăn, đó chính là quán bánh căn chả cá đen dâu ở Phú Quốc. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn trên nhìn dưới, nhìn vô mặt bà chủ, hỏi bà chủ ơi cái đèn dầu đâu? Bà nói hồi xưa bán đèn dầu, bây giờ có điện rồi, không cần đèn dầu nữa. Chứ cái đèn dầu mệt quá. Nhưng mà thì mệt, ăn thì ăn. Cô ơi cho con một cái bánh căn thạp cẩm full tất minh nhì tay liền tay. Với một tô bánh căn chả cá chỉ có 30.000, chúng ta sẽ có sườn nè, có huyết nè, có chả cá nè, rồi có màu con về sợi bánh căn thì ta nói hết sảy con mà bảy luôn. Tại sao nó nhỏ hơn sợi bánh căn trong Nam mình nha, mà nó dài như là sợi bún đã vậy, nó dai dai chứ thì là dai ăn không đã mê ly rồi. Đã vậy nha, nó giống như bánh tầm bì vậy. Bạn nào bánh tầm bì rồi sẽ biết, chèn một tí xíu nước mắm vô là tới nái phạt các lái luôn. Trời ơi có 30.000 mà full topping, có cái cục sườn chấm như nước mắm luôn, thấm đẫm da vậy luôn. Mọi người nhớ nha, đây là bánh căn đèn dầu ở Phú Quốc chỉ có 30.000.
Ây vô, lễ này mọi người đã có điểm hẹn cùng với gia đình mình chưa? Nếu chưa thì bọn mình sẽ tiết lộ cho các bạn một điểm hẹn mà ta nói kết hợp sự tinh hoa ẩm thực giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đó chính là một quán mỗi ruột có bụng mỡ luôn nha. Quán có tên là Naka Sushi nha mọi người. Không gian quán bước vào quá là bụng mỡ thấy ấm cúng rồi, nhìn nó sang trọng là hết thích rồi, phù hợp cho những buổi tối hẹn hò cùng gia đình nè. Nhìn em nó sang trọng và quý phái vậy thôi, nhưng thực sự là không mắc nha mọi người. Chỉ mới có 469.000, chúng ta sẽ có ngay một combo bao gồm hai dĩa sashimi tùy chọn nha, một phần sushi và thêm một phần salad nữa. Và đặc biệt cái món salad thanh long này là ta nói hết sảy con mà bảy con mà năm gì cũng mê luôn. Và đây chính là cái món gọi là kết hợp tinh hoa ẩm thực giữa hai miền cơm cuộn mà ở trong nhân của nó lại cho mọi người ốc bu quá mọi người. Trời, ăn á ở ngoài á hình thức á thì giống y khuôn là Nhật luôn, nhưng mà ăn vào thì hương vị truyền thống quê nhà. Và còn một món nữa các bạn không thể bỏ lỡ chính là em này đây, sushi mà nấu trên một cái bếp rất là nóng hổi, lửa cháy bập bùm ăn vào nóng nhưng mà rất là ngon, ta nói đê mê luôn. Thật sự nếu mà lễ này các bạn chưa biết đi đâu thì hãy ghé liền đi, tại vì cái này có rất nhiều chương trình giảm giá rất rẻ bất ngờ mà không gian còn sang trọng. Nếu đã đặt chân tới Phú Quốc thì bạn không thể bỏ lỡ làng bè Hàm Ninh nha. Tại vì sao, ở đây phong cảnh thì rất là hữu tình, con đồ ăn thì siêu tươi và siêu ngon. Cùng một mở đi trải nghiệm xem làng bè Hàm Ninh có gì hot mà ai đi Phú Quốc cũng phải ghé nè. Và đây là nữ chính, khi thấy làng bè hữu tình thì diễn liền luôn. Còn đây là bà nội nữ chính quay trong nội nữ chính, trời ơi sáu banh nóc nhà luôn. Và sau khi ngắm cảnh hữu tình, chúng ta trở về cái mâm đồ ăn chính của chúng ta thế nào. Thực đơn ngày hôm nay nhà mời cho các bạn đó chính là nhà có nhum nha các bạn. Đây là nhum biển này, có nơi gọi là cầu gai. Vị của em nói thì như là pate vậy nhưng mà hơi khó ăn một tí xíu, nhưng mà đã ăn được thì chỉ có nghiện nghiện và nghiện. Tiếp theo là các món mà các nàng đều mê và các ông nào cũng đều mê, đó chính là gỏi xoài ốc giác. Ốc giác ở đây thì nó bự hơn so với cái ốc giác bụng mà thấy ở trên thành phố luôn mọi người. Còn gỏi xoài nó thấm chua chua mặn mặn ngọt ngọt giòn giòn của ốc giác, ta nói phong cảnh hữu tình nữa thì chỉ có muốn yêu người mình đi bên cạnh hơn thôi. Và đã tới Phú Quốc rồi thì không thể bỏ lỡ cái món tôm mũ ni này được. Em nó nhìn nó giống con cua hay giống con sao lắm, nhưng mà ăn nó thịt thì vô cùng săn chắc nè. Cuối cùng tổng kết cái mâm đồ ăn hôm nay bằng nồi lẩu cá nhám nóng chua nha mọi người. Trời ơi con cá nãy nhìn nó trắng nha, mà thịt nói thiệt như thịt gà vậy. Ăn nó thì lẩu nó chua chua nha, mặn mặn nè, nó bấm nè, quá miếng nấm ấm ớt vô một cái chấm với thịt cá biển thì bao tươi bao ngon. Cảnh thì hữu tình, ta nói ăn no say xong rồi mình ra mình chơi xích đu chơi tí xíu rồi về. À quên, cũng bảo trọng hôm nay là cái quán pizza bùm nha mọi người. Ghé Phú Quốc thì nhớ ghé Hàm Ninh và nhớ ghé quán Thiền Bùm này nha, đồ ăn ngon và rẻ nữa. Ở Phú Quốc có một món mà nhất định khi bạn ghé thăm Phú Quốc phải gọi món này và ăn cho bằng được nha, vì độ tươi sống của em nó, đó chính là gỏi cá chích kèm với rau sống và cũng bánh chén nè mọi người ơi. Nói là gỏi vậy thôi chứ em nó không hoàn toàn chua nha, nó có một tí xíu béo béo của dừa nữa đó. Và bây giờ bụng mỡ sẽ dẫn các bạn đi một quán mà bán xuyên đêm suốt sáng ở Phú Quốc luôn, là Bà Sáu Phú Quốc. Quán này là lần đầu bụng mỡ ra Phú Quốc cũng phải ghé thăm á. Thứ nhất là hải sản của em nó thì bao tươi luôn đó mọi người, tươi còn sống các bạn có thể tự bắt được luôn. Thứ hai là em nó bán thâu đêm suốt sáng, và thứ ba là giá cả rất là phải chăng, và thứ tư là ở đây gỏi cá chích là siêu ngon, mang tiếng là cá sống 100% á. Các bạn ăn bảo đảm sẽ không thấy cái sự tanh của cá chích đâu, nó còn thơm thơm béo béo ăn kèm với miếng rau sống cuộn lại chấm nước mắm thì ta nói thiệt luôn á, nhất chừng đời đúng là đặc sản Phú Quốc số 1 nha. Và để bữa tiệc thêm hoành tráng lại, bụng mỡ có order thêm một tí xíu ghẹ và hải sản nè. Ghẹ ở đây thì bao tươi không bị ớt nha, ớt con nào là đền con đó. Còn về em sò mai bự bằng cái lòng bàn tay của bụng mỡ thì bao tươi, còn có cái còi siêu còi luôn mọi người ơi. Mọi người ăn cái sò này phải nhớ ăn cái còi nha, bỏ cái còi thì uổng lắm luôn á. Tôi là tôi mê nhất là cái món ốc nướng với mỡ hành nha mọi người, chan một tí xíu nước mắm vô bảo đảm ngon mà quên lối về luôn. Nếu còn chưa no thì thử thêm một dĩa cơm chiên nha, cơm chiên ghẹ ở đây là hết sảy con mà bảy. Sau khi đắm chìm trong cái sự sung sướng thì mẫn mặt lên hết dĩa hết mâm, trời ơi có hai người mà bọn tôi ăn hết với một cái bàn bự chập bá lửa luôn. Chà chà, đây không phải là chiếu phim đâu mà là nhà của bụng mỡ đó. Và hôm nay bụng mỡ sẽ các bạn một sản phẩm máy chiếu mini mà có thể biến nhà bạn thành rạp chiếu phim. Giữa cái Sài Gòn nóng bức bây giờ thì họ mới lạnh lên và mở phim lên cùng ôm nhau mà xem phim thì còn gì tiền cú mèo hơn. Và cái máy chiếu ngày hôm nay bụng mỡ muốn giới thiệu chỉ là PQB nha mọi người. Phụ kiện đi kèm của em nó bao gồm một cái máy chiếu và một cái đầu mót, một cái nguồn sạc nè. Bây giờ mình dán lên tường cái phông mà bụng mỡ đã mua thẳng rồi, mở máy lên. Trời ơi máy xịn sò lắm nha, có thể điều chỉnh cho làm sao á cái màn hình nó vuông nhất có thể nha, tự điều chỉnh máy chiếu góc nào nó cũng sẽ vuông. Và bây giờ thì tận hưởng đắm chìm trong cảm xúc thôi nè, bả quá đi. Em mấy chiếu này hơi bị xịn sò luôn nha, tích hợp sẵn Android này, các bạn có thể xem như là một cái máy tính vậy. Rồi có sẵn cả loa luôn cho cái máy chiếu, âm thanh vòng luôn, quá đã không? Tại vì còn kết nối được với điện thoại nha, quá đã cho một rạp chiếu phim mini ở nhà. Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của mẹ. Thôi mẹ đi nha con. Ủa sinh nhật con mà mẹ đi đâu vậy? Mẹ chờ ngày này lâu lắm rồi con. 18 năm nay một mình mẹ bảo thần nuôi con. Ngày hôm nay con đã lớn rồi, đủ quyết định cuộc đời riêng của mình rồi. Hôm qua mẹ mới lướt Tinder á, có cái chú kia kìa. Rủ mẹ đi chơi Cali á. Cho nên là mẹ phải đi đây. À mẹ có để lại cho con 200 nè. Con gắng sống sót qua 3 ngày nha con trai yêu. Mẹ cứ đi kiếm ba cho con đi. Thế 200 đô này con sống một tuần luôn. Mẹ khỏi lo. Trời ơi thương mẹ quá. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Với bản tính ham ăn của mình cho nên dù chỉ có 200.000 và ngày đầu tiên chúng ta ăn cơm gà nè, ăn bánh canh nè, và đã hết 150.000 khi nhận ra thì đã là quá muộn rồi.
giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Thì chợt nhớ tới lời mẹ dặn, liền mở chiếc hộp ra liền. Tìm đến mẹ rồi phải không con? Mẹ có một bí mật giấu con bấy lâu nay. Thật ra chỉ có một mình nuôi con, mẹ không có thời gian để nấu cơm, giặt giũ, thuốc men cho con, những thứ con xài. Thật ra là mẹ nhận ông một cả đó. Hãy làm hướng dẫn của mẹ để gọi ông một ra con nhé. Và thế là bụng mở điện thoại ra làm theo hướng dẫn. Trời ơi tên đồ con, nó lo ship giao đồ ăn phi ship. Mẹ nói bụng ư, đã có lo ship lo. Thế là bụng mở giả dược qua 3 ngày thử thách nhờ có ông bụt lo ship. Còn các bạn đang vướng bận gì ư, cứ để lo ship lo hết nha. Ái cha cha, bữa giờ có quá trời bạn hướng dẫn làm kem tại nhà luôn. Kem trái cây, kem xoài, kem mít, kem ổi luôn. Mở cũng bày mặt, làm thử xem coi nó có ngon không nè. Đầu tiên các bạn chuẩn bị 30g bột mì nha. Rồi 60ml nước nè. Khuấy đều cái hỗn hợp đó lên, khi nào cho em nó đặc sệt nha. Khuấy khuấy khuấy, người ta cùng khuấy 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 khuấy. Tiếp theo thì chuẩn bị 500ml sữa tươi, có đường và không đường đều được nha bà con ơi. Còn khúc này là bỏ thêm 60g đường nè. Không biết tại sao bỏ đường, tại vì clip chỉ tôi bỏ đường theo clip thôi. Cho bụng mở thích làm kem mít đó nên chuẩn bị 300g mít nè, xay lên cho bạn, xay và để nguyên xác luôn nha. Rồi chế vào cái hộp hộp sữa, đun sôi đến khi nào nó sôi đùng bột đó, nó sôi vậy đó, sôi rồi mình mất xuống, mình để nguội rồi mình bỏ vào tủ lạnh nha bà con. Nếu như các bạn mà có khuôn sẵn thì bỏ vào khuôn cho đẹp nè. Trời ơi, sau khi bỏ vào tủ lạnh được khoảng 4 tiếng thì nó thành phẩm nè mọi người ơi. Còn đây là tô kem bụng mở mời mọi người nha. Sau 4 tiếng một tủ lạnh thì em nó đã thành kem đá rồi, cứng ngắc luôn. Trời nãy không lên luôn á, không có một tí xíu nào sệt của kem luôn. Thất bại hoàn toàn về mẫu mã. Bây giờ thì nếm thử nha. Con bị của em nó thì trời ơi dạ mang con nghe, nó vừa nhạt mà nó vừa dở. Đúng là bụng mỡ tôi không nấu ăn được rồi, chỉ có thể đi ăn đi ra tiệm thôi. Chào cái tình yêu, cái tình yêu có biết á, ở Sài Gòn á, khi mà 2-3 giờ để ăn sáng á thì mình ăn món gì ngon nhất? Đó chính là món cơm tấm. Cơm tấm đêm Sài Gòn á thì có nhiều loại, có nhiều hàng quán lắm. Một trong những cái quán gọi là cơm tấm đêm xuất sắc đó, đó là cơm tấm Quyền nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh đó mọi người. Cái cảm giác mà tối mọi người đi về xe xe lạnh, trời thì nó là lạnh. Các bạn đi chơi về đang mệt mệt, người đó là các bạn đi làm khuya về mà có một dĩa cơm sườn cơm á thì nóng, còn cái miếng sườn á thì được nướng trên cái vị bếp than á, cái khói tỏa nghi ngút hết cái lề đường luôn. Nhưng mà đã nhắc đến cơm tấm đêm thì bạn phải ăn đủ combo, đó chính là xà bì chưởng. Xà bì chưởng là sườn bì chả nha mọi người. Kiểu mà khi bạn ăn cơm tấm mà thiếu một trong những cái món đó là mất đi một phần ý nghĩa vậy đó. Ta nói cơm tấm đêm á, dẫu biết rằng rất là mập, dẫu biết ăn á rất là béo, nhưng mà các bạn chưa từng ngồi lề đường và lúc 2-3 giờ sáng đã ăn một dĩa cơm tấm Sài Gòn thì ta nói nó mất đi vẻ đẹp của Sài Gòn lắm. Còn các bạn đã từng ăn cơm tấm đêm ở Sài Gòn lúc 2-3 giờ sáng chưa? Nếu có, hãy comment ngay địa chỉ cho bụng mở biết một vài thêm một địa chỉ ngon đi nè.